Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 6.000 cái token CAD. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start đây. Rồi, mọi người sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên là follow Twitter và retweet bài đăng. Chọn theo dõi. Sau đó thì mọi người sẽ kích chọn like này. Và ở đây thì mọi người sẽ trích dẫn cái username của nó nhé. Rồi chọn tweet lại. Và quay trở lại bot này. Mọi người sẽ join tiếp vào kênh Discord. Rồi, mọi người chọn verify nhé. Và sau đó tích vào hình con mèo này. Ok. Rồi, sau đó quay trở lại. Tiếp theo thì mọi người sẽ join tiếp vào kênh CryptoTown và retweet lại các bài đăng trong kênh liên kết này nhé. Rồi, ở đây thì mọi người chọn like cho mình. Và sau đó thì mọi người sẽ trích dẫn lại cái username của nó. Ok, quay trở lại này. Tiếp tục mọi người sẽ join vào hai cái kênh tiếp theo này và hai kênh cuối cùng nhé. Thì hai kênh liên kết của nó thì mình đã join rồi, mình sẽ join luôn vào hai kênh cuối của nó. Ok, quay trở lại, join tiếp vào kênh cuối cùng. Rồi, sau đó quay trở lại bấm chọn check này. Rồi chọn Join Airdrop, chọn Submit này, chọn Don. Ở đây thì mọi người sẽ nhập profiling của Twitter. Rồi mọi người chỉnh sửa lại username này. Rồi tiếp tục nhập username của Discord. Rồi sau đó thì sẽ nhập địa chỉ ví mạng PSC nhé. Mọi người vào bên trước lấy cho mình. Quay trở lại này và nhập địa chỉ ví vào. Rồi chọn Don. Và sau đó thì mọi người sẽ gửi cho nó cái đường link retweet ở trong cái kênh CryptoTown. Mọi người quay trở về Twitter này. Thì đây là cái bài đăng trong kênh CryptoTown nhé. Mọi người kéo lên bấm vào đây để copy đường link này. Rồi quay trở lại này. Nhập đường link vào. Và sau đó thì mọi người sẽ bấm vào YouTube và chia sẻ cái video gần nhất của nó. Rồi mọi người chọn sang mục video này. Và chia sẻ cái video này nhé. Ok, sau đó thì mọi người sẽ quay trở về trang chính của Twitter này. À, trang chính của YouTube. Mọi người bấm vào avatar. Chọn mục kênh. Rồi sau đó thì mọi người sẽ copy profiling của kênh YouTube. Quay trở lại. Nhập vào. Rồi, ở đây thì mọi người có thể kiểm tra cái thời gian rút nhé. Dự án này thì nó sẽ bắt đầu phân phối từ ngày 15 tháng 4. Và ở đây thì mọi người sẽ bấm vào Refolling để lấy cái đường link chia sẻ này. Rồi, ok mọi người. Như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.